Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Nobara trong phim Jujutsu Kaisen cho các bạn xem nhé. Sau đây là một số thông tin về nhân vật Nobara. Là một cô gái có tính cách mạnh mẽ và hơi nam tính so với các bạn của mình. Cô là người có chính kiến và luôn làm việc theo lý trí. Mặc dù là cô gái tốt nhưng Nobara sẵn sàng xử lý bất kỳ ai khiến cô khó chịu. Bên cạnh đó, cô còn là người thông minh nhất, luôn nhận biết nguy hiểm và các rủi ro. Dù có thử thách gì diễn ra thì mọi thứ đều như nằm trong kế hoạch của cô nàng này. Chính vì thế mà không có đối thủ nào có thể làm khó được cô. Còn về ý nghĩa của cái tên Nobara thì Nobara được phân tích theo No có nghĩa là hoang dã, còn Bara hiểu là hoa hồng. Tên của cô gái này có thể hiểu là một bông hồng hoang dã. Cô vừa xinh đẹp nhưng lại rất gai góc và mạnh mẽ. Ok, và đó là một chút thông tin về nhân vật mà mình đem đến cho các bạn. Còn bây giờ hãy cùng mình enjoy cái video nhé. Hold tight, can't make calls collide.
Ok, như mọi khi nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn có ý kiến hay bất kỳ những đóng góp nào có thể bình luận phía dưới để cho mình được biết và cải thiện nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.